Hai chào tất cả mọi người. Bữa nay mình bắt cái con lửa chuyền của mình ra mình đâu đuôi chơi nha mọi người. Thì thật sự bây giờ thì nó đang trổ mọi người. Thì còn bộ lao nhưng mà con này đặc biệt cái nó là 6 con đuôi đen mọi người. Mình bắt ra cho mọi người xem ha. Giờ mình bắt ra. Bắt ra mình đo thử. Giờ chờ nó đo nó bây giờ rồi sau khi nó khai lông thử coi nó được bao nhiêu. Cho mình xem 6 cộng đen. Đây. 2 cộng là 2 cộng lao của nó nè. Nó bị gãy rồi mọi người. Nhưng mà khá là dài. Xong tới 2 cộng bợ nè. 2 cộng bợ trong bên trong đó nè mọi người thấy không? Cái này là dính phân nè. Bình thường nó sẽ là 2 4 6 8 cộng là đều là lem trắng. Nhưng mà này là 6 cộng ngoài là trắng, 6 cộng trong là 6 cộng ngoài đen, 6 cộng trong trắng. Được ha. Còn lông lông chuyền nha. Giờ mình sẽ đo đuôi nó. Đang khai lông mọi người, cho nên là giờ thì đo chơi thôi chứ sau này nó ra lông đuôi. Rồi. Mọi người thấy nó gãy trong cái đầu nó ngay chỗ này là 14 nè. Đó nè, thấy không? Ngay đầu gãy luôn là 14. Còn tính luôn chớp ngoài càng 15 là mọi người. Thì con này không biết sau này ra được bao nhiêu đó mọi người thấy không? Sáu con đen hết nè. Thì con này với con kia là anh em ấy, nhưng mà thằng ra này thằng ra kia mọi người, con này đuôi chuyền khá là dài, còn con kia thì nó đã hai lông trổ xong mọi người, đuôi nó chỉ có được 15-16 gì à. Nhưng mà nó lại được cũng được 6 cộng đen. Đây 6 cộng đen nè. Thì nó mới rớt 2 cộng trong này rồi. Đây. Nè mọi người. Nó rớt 2 cộng bên này trước. Nói chung là lông thì còn cũ chưa khai mà. Nó chưa rớt hết lông người nữa mà. Đây nè. Con này thì em đàn em lứa sau của con kia thôi. Mày nhìn dòng mắt nó. Mình thả nó vào đây. Được không?